Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương. Chiều ngày 6 tháng 1 năm 2024, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An, Báo Tiền Phong và huyện đoàn Thanh Chương đã phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình ngôi nhà nhân ái cho bà Bùi Thị Hoa ở xóm Xuân Lan, xã Thanh Xuân và Lê Thị Khai ở thôn 1, xã Thanh Lâm. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện Ngân hàng BIDV và Báo Tiền Phong, lãnh đạo huyện đoàn Thanh Chương cùng cấp ủy chính quyền địa phương của hai xã. Bà Bùi Thị Hoa và bà Lê Thị Khai là hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật, sức khỏe yếu. Nhiều năm qua hai gia đình phải sống trong ngôi nhà chật hẹp đã hư hỏng xuống cấp và có nguy cơ sập đổ. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, đoàn đã hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Phát biểu tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Quế đã cảm ơn các nhà tài trợ và mong muốn ngoài kinh phí được gia đình, anh em và họ hàng cùng chung tay góp sức bằng nhiều việc làm cụ thể để ngôi nhà sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, để gia đình yên tâm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng cho hai gia đình là việc làm mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm chia sẻ của các cơ quan đơn vị dành cho người nghèo với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Ủy ban Nhân dân huyện vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng, quản lý và điều hành hoạt động ngôi nhà trí tuệ trong trường học. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Trịnh Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; Lê Đình Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng các phòng cấp huyện. Về huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai có các đồng chí Nguyễn Quang Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu làm trưởng đoàn, cùng trưởng phó các phòng ban cấp huyện, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Trước khi bước vào giao lưu tọa đàm, đoàn dành thời gian đi tham khảo tìm hiểu xem một số hình ảnh về văn hóa đọc tại các thư viện, ngôi nhà trí tuệ ở trường trung học phổ thông Đặng Thúc Hứa, trung tâm ngoại ngữ Đại Đồng và trung học phổ thông Thanh Chương 3. Tại đây các trường học đã trao đổi một số nội dung về chủ đề sách và văn hóa đọc hiện nay, nhất là những giải pháp để khuyến khích học sinh tham gia vào việc đọc sách. Việc học tập suốt đời, phát triển văn hóa đọc sách sẽ giúp các em học sinh và các thành viên của câu lạc bộ đọc sách duy trì thói quen đọc sách, tích lũy vốn tri thức, ngôn ngữ phong phú tự sách để đạt hiệu quả hơn trong học tập, công việc và làm giàu thêm tâm hồn mỗi người trong việc đọc sách và xây dựng ngôi nhà trí tuệ trong các trường học. Phát biểu chia sẻ những giá trị về văn hóa đọc sách, ngôi nhà trí tuệ và học tập suốt đời, lãnh đạo hai huyện cũng đã thông báo về tình hình, đặc điểm và một số thành tích nổi bật mà huyện Thanh Chương và huyện Vĩnh Cửu đã giành được trong thời gian qua, nhất là những bài học kinh nghiệm, cách làm hay trong phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, để hai huyện học tập và nhân rộng, đây cũng là dịp để lãnh đạo, cán bộ hai huyện được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó với nhau. Cũng nhân dịp này, đoàn đã trao tặng sách tại trường trung học phổ thông Đặng Thúc Hứa và trung học phổ thông Thanh Chương 3. Dịp này, đoàn cũng đã đi tham quan du lịch tại đảo Chè và một số điểm du lịch khác ở Thanh Chương, thắp hương tại đền Bạch Mã, xã Võ Liệt. Ủy ban Nhân dân huyện vừa phối hợp với VNPT Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực cho cán bộ cơ sở. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã tới dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Tham gia lớp tập huấn có trên 100 học viên là các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, công chức văn phòng, tư pháp ở 38 xã thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe cán bộ VNPT tỉnh lên lớp những nội dung cơ bản về tổng quan chung, giải pháp thực hiện và hiệu quả mang lại của việc sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực trong công tác chuyên môn, trong đó chủ yếu là tập trung hướng dẫn cách thực hiện trên máy vi tính, với phương châm đạt kết quả cao nhất. Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, tập trung hướng dẫn và giải đáp những khó khăn vướng mắc mà cơ sở thường gặp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu chứng thực được xây dựng nhằm mục đích giúp Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp quản lý hồ sơ, hợp đồng giao dịch về chứng thực trên môi trường điện tử, tránh việc trùng lặp trong các hoạt động chứng thực, từ đó tăng tính minh bạch của hồ sơ, hợp đồng giao dịch trong việc xử lý giải quyết các vấn đề của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Tại đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Lâm nhiệm kỳ 2024-2029 đã nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Lâm đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức được 230 đợt sinh hoạt chính trị tại các chi đoàn chi hội để quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, đồng thời tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chương trình Tết vì người nghèo, quỹ vì người nghèo,
chương trình vận động hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người gặp khó khăn về nhà ở, ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Các hoạt động văn hóa thể thao quần chúng được nhân dân hưởng ứng tích cực. Công tác giám sát và phản biện xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được triển khai tích cực và có hiệu quả. Hoạt động của tổ hòa giải cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân được tổ chức thường xuyên. Chất lượng đối thoại ngày càng được nâng lên, giải quyết được nhiều vấn đề mà nhân dân quan tâm. Phương thức, chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc xã ngày càng được nâng cao, đã góp phần quan trọng cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đại hội cũng đã đề ra chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới, đó là phấn đấu xác định văn hóa đạt 90% trở lên, 100% thôn, đơn vị đạt văn hóa. Tổ tự quản ít nhất có một công trình xây dựng nông thôn mới, giảm hộ nghèo xuống 2%, 100% cán bộ chuyên trách mặt trận được tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, ban công tác mặt trận xếp loại tốt trở lên. Dịp này đại hội đã hiệp thương bầu chọn 30 vị vào ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên trong thời gian tới. Trong những ngày này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã Thanh Lâm, Thanh Thịnh và Đồng Văn đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024-2029. Về dự phát biểu chỉ đạo và chúc mừng đại hội có đồng chí Phan Đình Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo chính quyền địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Thịnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thể hiện rõ hơn tính chất liên quan của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp nhân dân, trách nhiệm đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đã được triển khai có hiệu quả, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Thực hiện đạt và vượt các chương trình cuộc vận động do cấp trên và địa phương tổ chức, các hoạt động văn hóa thể thao quần chúng được nhân dân hưởng ứng tích cực, nhất là việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã tạo nhiều dấu ấn và có sức lan tỏa lớn. Đến cuối năm 2023, tổng giá trị sản xuất tăng lên trên 295 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng một người trên một năm. Vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, đô thị văn minh. 6 trên 6 thôn và 5 trên 5 đơn vị giữ vững đơn vị văn hóa. Tỷ lệ hộ khá giàu ngày càng tăng, số hộ nghèo ngày càng giảm. Hiện nay Thanh Thịnh đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Với những thành tích trên, 3 năm liền được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện xếp loại 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2022, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tặng bằng khen, đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới, đó là phấn đấu gia đình văn hóa đạt 90% trở lên, 100% thôn đơn vị đạt văn hóa, tổ tự quản ít nhất có một công trình xây dựng nông thôn mới, giảm hộ nghèo xuống còn 2%, 100% cán bộ chuyên trách mặt trận được tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, ban công tác mặt trận xếp loại tốt trở lên. Dịp này đại hội đã hiệp thương bầu chọn 41 vị vào ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên trong thời gian tới. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Văn diễn ra trong không khí vui vẻ và phấn khởi với sự tham gia của các đồng chí Lê Thị Hồng Thiết, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng cấp ủy chính quyền địa phương. Tại đại hội, trên cơ sở đánh giá lại những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra những giải pháp để thực hiện hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu của nhiệm kỳ tới. Báo cáo nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Văn đã phát huy vai trò vị trí là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân, thi đua hoàn thành các chương trình, cuộc vận động do cấp trên và địa phương tổ chức. Tiêu biểu là cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Tết vì người nghèo, quỹ vì người nghèo. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp tổ chức được 18 buổi học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và 10 buổi tuyên truyền phổ biến các luật. Phong trào xây dựng nông thôn mới được nhân dân hưởng ứng tích cực. Trong 5 năm qua, nhân dân đã tự nguyện đóng kinh phí xây dựng 1,2 km kênh mương, 3,3 km đường bê tông, 1,8 km đường điện chiếu sáng, 14 cụm cột cờ, 2 cổng chào với tổng giá trị trên 4,5 tỷ đồng. Hiện nay Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Văn đang nỗ lực phấn đấu để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024.
các hoạt động văn hóa xã hội được duy trì và đẩy mạnh. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91%, có 5 xóm và 10 dòng họ đạt danh hiệu văn hóa. Công tác chăm lo giúp đỡ người nghèo được quan tâm. Trong thời gian qua, xã Đồng Văn đã vận động trên 187 triệu đồng quỹ vận động hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, cùng với nguồn hỗ trợ của cấp trên và doanh nghiệp đã làm mới được 18 nhà đại đoàn kết. Công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng đảng và chính quyền được triển khai tích cực có hiệu quả. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đại hội cũng đã đề ra nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, đó là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên xây dựng và phát triển quê hương, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nhân dân, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần đưa xã Đồng Văn về đích nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024. Kết thúc đại hội, các đại biểu đã hiệp thương bầu chọn ra các ủy viên ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện sắp tới. Tại xã Thanh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Phan Đình Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo đồn biên phòng 559, lãnh đạo chính quyền địa phương hai xã và 13 già làng trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc của hai xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn, trưởng các ban ngành đoàn thể của hai địa phương. Tính đến thời điểm này, toàn huyện có 2.678 hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở hai xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn với trên 11.000 nhân khẩu. Trong năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến xã, nên đời sống của bà con hai xã tái định cư đã có nhiều khởi sắc. Ngoài chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng bào hai xã tái định cư còn thi đua lao động sản xuất, biết thăm canh, phát triển kinh tế rừng, chăn nuôi trang trại, gia trại. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một người trên một năm, đặc biệt là đã có nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng trên một năm. Bên cạnh đó, bà con còn thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào do cấp trên phát động, các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được duy trì và đẩy mạnh, giữ gìn và phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Về dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân của hai xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm đã giành được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn thời gian tới hai xã cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con em địa phương, đẩy mạnh công tác cải tạo vườn tạp, tập trung trồng các loại vườn rau dinh dưỡng để phục vụ cuộc sống hàng ngày, phát huy vai trò của tổ tự quản trong các thôn bản, bài trừ các tai nạn xã hội, truyền đạo trái phép trong đồng bào dân tộc, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lấn chiếm đất của Nhà nước, xây dựng nhà ở và các công trình trái phép. Dịp này, đồn biên phòng 559 đã trao tặng 13 suất quà cho 13 già làng trưởng bản. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trao tặng giấy khen cho 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động công tác dân tộc năm 2023. Chiều ngày 8 tháng 1, đồng chí Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã đến thăm và kiểm tra mô hình trồng mướp lấy sơ do Hội Nông dân huyện phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Ánh Dương Kinh Bắc, Công ty GSC triển khai thực hiện ở các xã Thanh Tiên, Thanh Hòa, Thanh Chi, Thanh Khê và Thanh Dương với tổng diện tích ban đầu là 3 hectare. Đây là mô hình được triển khai thực hiện theo chuỗi giá trị bao tiêu sản phẩm, trồng và chăm sóc theo hướng an toàn sinh học, không sử dụng thuốc hóa học trong phòng trị bệnh. Tham gia mô hình, người dân đã được Hội Nông dân huyện và các công ty hỗ trợ toàn bộ giống, vật tư phân bón, tập huấn khoa học kỹ thuật và cho đi tham quan, học hỏi mô hình. Qua kiểm tra cho thấy, cây mướp sinh trưởng và phát triển tốt, hứa hẹn sẽ mang lại năng suất và hiệu quả cao. Được biết, từ khi trồng đến khi mướp cho quả là 1 tháng rưỡi, tuổi thọ của cây mướp sẽ kéo dài đến 1 năm. Khi quả mướp đạt tiêu chuẩn, công ty sẽ về tận ruộng thu mua cho bà con với giá như cam kết ban đầu. Đối với những quả không đạt tiêu chuẩn thì công ty sẽ cho người dân thu hoạch sử dụng. Đây là một trong những mô hình mới được Hội Nông dân huyện triển khai thực hiện trong năm 2023. Ngày 7 tháng 11, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Thanh Tùng đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Về dự đại hội có chuyên viên, ban thanh thiếu nhi trường học tỉnh đoàn, lãnh đạo ban dân vận huyện ủy,
Ban Thường vụ Huyện đoàn, cấp ủy chính quyền địa phương cùng với 60 đại biểu chính thức là hội viên thanh niên tiêu biểu trong toàn xã. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện, sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương nên công tác hội và phong trào thanh niên xã Thanh Tùng đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của xã nhà. Các hoạt động, chương trình, phong trào của hội được triển khai đa dạng về nội dung và hình thức, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, thu hút đông đảo hội viên thanh niên tham gia. Phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được triển khai rộng rãi, góp phần cổ vũ và hiệu triệu đông đảo thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể. Các phong trào, các cuộc vận động mang tính giáo dục cao, nội dung, phương thức và hình thức hoạt động thường xuyên được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong hội viên thanh niên. Công tác xây dựng tổ chức và mở rộng mặt trận, đoàn kết, tập hợp thanh niên được chú trọng và phát triển, hướng đến nhiều đối tượng, nhiều mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục, đó là một số cán bộ hội còn chậm đổi mới về tư duy, chưa sáng tạo trong công tác, năng lực chỉ đạo, kỹ năng hoạt động còn hạn chế, thiếu sâu sát cơ sở, một số cán bộ kiêm nhiệm, khối lượng công việc chuyên môn nhiều, ảnh hưởng đến việc tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đại hội cũng đã đề ra một số mục tiêu chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới, phấn đấu hàng năm mỗi hội viên thanh niên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện, trong nhiệm kỳ triển khai ít nhất 2 công trình thanh niên, toàn xã hỗ trợ ít nhất 2 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên, 100% các chi hội xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế, phát triển mới 250 hội viên, phát triển 2 câu lạc bộ đội nhóm trên địa bàn dân cư. Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương bầu chọn 7 đồng chí vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã, hiệp thương bầu trực tiếp đồng chí Hoàng Văn Trường giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu đại biểu tham dự đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện khóa 6 nhiệm kỳ 2024-2029. Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng đại hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Thanh Tùng cũng đã tổ chức lễ khánh thành khu vui chơi ngoài trời cho người già và trẻ em tại sân vận động xã. Công trình bao gồm các dụng cụ luyện tập thể dục thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các tầng lớp nhân dân. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.